Tiếp theo phiên họp chuyên đề luật pháp tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến chỉnh lý dự án luật dầu khí sửa đổi. Dự thảo luật dầu khí sửa đổi trình Quốc hội xem xét cho ý kiến gồm 11 chương, 64 điều, kế thừa các điều khoản cơ bản của luật dầu khí hiện hành, bảo đảm tính ổn định liên tục của các hợp đồng dầu khí, hiệp định đã ký kết, bảo đảm tính tương thích đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh đặt câu hỏi về quy định lọc hóa dầu. Theo cái nghị định 36 thì xác định là lọc hóa dầu là hoạt động công nghiệp cần để phát triển. Rồi nghị định 55 của Bộ Chính trị, nghị quyết 55 của Bộ Chính trị cũng đã xác định rõ là phải tiếp tục thu hút đầu tư trong lĩnh vực lọc hóa dầu theo hướng chế biến sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm xăng dầu, chủ động đáp ứng tối đa nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Thì tôi nghĩ cái dầu khí của chúng ta thì nó cũng có liên quan đến cái vấn đề là công nghiệp lọc hóa dầu, mà thực tế là chúng ta cũng có nhà máy lọc hóa dầu, vân vân. Thì như vậy trong cái phạm vi điều chỉnh thì trong luật này thì không có vấn đề này, thì xin cơ quan soạn thảo cho biết thêm. Về thuế thu nhập hoạt động dầu khí, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu dự thảo luật cần làm rõ hơn. Thuế thu nhập trong doanh nghiệp hoạt động dầu khí là cái tỷ lệ thuế tính trên hợp đồng dầu khí mà không phụ thuộc vào lỗ hay lãi của cái doanh nghiệp. Thế thì có những cái trường hợp tôi đọc báo cáo tài chính mới thấy không thể giải thích nổi, mà không biết là chuẩn mực quốc tế hay là chuẩn mực Việt Nam. Cái thứ hai là báo cáo lỗ lãi, và cái thứ ba là cash flow, tức là dòng tiền. Thì lỗ lãi là nguyên tắc của doanh nghiệp là gì? Thu nhập này, chi phí này trừ đi thì mới có lãi, và có lãi thì mới đánh thuế thu nhập. Thế nhưng ở đây thì nó lại rất là buồn cười, là một doanh nghiệp thì mặc dù thì lại lỗ nhưng lại đóng thuế thu nhập doanh nghiệp rất lớn. Tức là thuế thu nhập đây của hợp đồng dầu khí với thuế thu nhập doanh nghiệp của một cái pháp nhân, tức là nó mâu thuẫn giữa cái luật dầu khí này và luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Có ý kiến đề nghị không quy định kinh phí điều tra cơ bản về dầu khí từ nguồn ngân sách nhà nước. Ý kiến khác đề nghị phân định rõ trường hợp bố trí chi từ ngân sách nhà nước. Đối với hoạt động của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tự cân đối. Công tác điều tra cơ bản về dầu khí là nhiệm vụ điều tra, khảo sát ban đầu phải thực hiện để đánh giá tiềm năng, triển vọng dầu khí, làm căn cứ khoa học cho việc định hướng hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí. Khi phê duyệt danh mục đề án điều tra cơ bản về dầu khí, sẽ xác định cụ thể về nguồn kinh phí đối với mỗi đề án. Tuy nhiên, công tác này có tính rủi ro cao, nhu cầu vốn lớn, cần huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân khác ngoài nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện. Khoản 4 điều 9 đã quy định cụ thể trách nhiệm phê duyệt, kiểm tra, giám sát của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ ngành có liên quan. Đối với kinh phí của PVN thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí, khoản 1 điều 63 dự thảo luật đã quy định chi phí này được thanh toán bằng nguồn lợi nhuận sau thuế của PVN.